Sau đây chúng tôi xin thành lòng diễn lại bài Nghĩ những ngày qua. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán năm Canh Thìn. Mời chư quý vị cùng lắng lòng theo dõi tác phẩm này. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ ngồi nghĩ những ngày qua, lòng ta là không chẳng nhớ nhớ cả vạn dân trong bốn biển, rạp hồi chỉ lạc đảo càng xa. Mong hồn trong bóng dần dơ bay, sương tỏ trắng trong chối vàng đài. Bóng xế tà tà về núi ngủ, trong mưa trần ông tàu vẽ tuồng hay. Ông hỏi khách ni chờ, khách sẽ xem cần cầu ôi thôi. Dùng dây đã nâng cơn sấm chớp vườn, vinh hoa phú quý chẳng mơ thèm. Phong chốc vui mừng cùng nhau hiệp mặt hết sầu bi, tình yêu nhân loại càng thêm đậm. Có lẽ chợt nhân lúc thành xúc động tâm hoài, gọi chúng sanh thoát ly cảnh tục sớm tu hành. Giác thuyền đến bến đưa người thế,
cha đắm hồng trần nẻo lời danh. Nam mô